Sáng nay, tàu không 16 Quang Trung cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập cảng thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, tham dự diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2022 sau hành trình dài hơn 2.300 hải lý. Lễ đón tàu diễn ra trong không khí nồng ấm, trang trọng, theo nghi thức của Hải quân Ấn Độ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao là ngày 7 tháng 1 năm 1972 đến nay. Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, trong đó có quan hệ quốc phòng song phương, ngày càng tốt đẹp. Ấn Độ cũng là một trong những nước đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Việc tham dự diễn tập Milan thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các hoạt động đa phương quốc tế do Ấn Độ tổ chức, đồng thời tạo điểm nhấn cho kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng phát triển, bền vững. Với chủ đề tình bạn, gắn kết, hợp tác, diễn tập lần này sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn trên bờ bao gồm trình diễn thiết bị cứu hộ tàu ngầm, hội thảo hàng hải, trao đổi chuyên môn, làng văn hóa Milan, các hoạt động giao lưu thể thao văn hóa. Giai đoạn trên biển sẽ có các khoa mục diễn tập chung như thông tin liên lạc, vận động đội hình, tiếp tế đường không, thực hành thủy nghiệp và một số khoa mục tác chiến dành cho tàu hải quân các nước có nhu cầu. Đầu tiên, Việt Nam cử chiến hạm tham dự sự kiện Hải quân đa phương Milan do Ấn Độ chủ trì tổ chức. Đây là dịp để Hải quân Nhân dân Việt Nam tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong các hoạt động đa phương quy mô lớn trên biển, góp phần giữ vững sự ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Thanh Xuân, phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam đưa tin từ Visakhapatnam, Ấn Độ.